Thưa quý vị và bà con, ngành hàng cà phê Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức do biến động về giá cả và cán cân cung cầu. Song điều đáng nói là mặc dù giá cà phê nhân xô đang ở mức thấp, nhưng giá cà phê trang xay và cà phê thành phẩm chất lượng cao ở các nước phát triển vẫn tăng đáng kể. Điều này đã cho thấy nhu cầu tiêu dùng cà phê vẫn còn nhiều tiềm năng. Chính vì thế, ngành cà phê Tây Nguyên xác định muốn gia tăng giá trị cà phê thì phải nâng cao chất lượng cà phê nguyên liệu và tăng cường chế biến sâu. Và đi theo xu thế đó, hiện nay nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp trong vùng đã xây dựng được vùng nguyên liệu cà phê có chứng nhận hữu cơ. Nông trại cà phê có chứng nhận hữu cơ với diện tích hơn 45 hectare này là của doanh nghiệp Vĩnh Hiệp Gia Lai. Mùa cà phê chín, nhân công tại đây chỉ hái những trái chín đỏ và toàn bộ trái chín lại tiếp tục được sàng lọc qua hệ thống máy móc hiện đại. Suốt quá trình ấy, các nhân viên kỹ thuật trong nông trại phải giám sát theo dõi chặt chẽ quá trình từ phơi lên men cho đến đưa nguyên liệu cà phê vào kho lạnh. Khi mình thu hoạch về là mình phải qua một hệ thống rửa, sát. Sau khi mình sát thì mình sẽ ủ và lên men. Bắt buộc là anh phải theo dõi và anh ghi chép. Khi mà đã về kho lạnh mình vẫn phải ghi chép đàng hoàng và ví dụ mình phải kiểm tra hàng ngày. Từ vùng nguyên liệu cà phê đạt tiêu chuẩn hữu cơ, doanh nghiệp Vĩnh Hiệp đã đầu tư dây chuyền công nghệ rang xay chế biến cà phê theo tiêu chuẩn châu Âu. Nếu trước đây doanh nghiệp này chỉ đơn thuần xuất khẩu cà phê nhân xô mang lại giá trị kinh tế thấp, thì trong vòng 3 năm trở lại đây, sản phẩm cà phê rang xay của Vĩnh Hiệp đã vươn ra thế giới, mang về giá trị kinh tế cao cho cả doanh nghiệp và nông dân liên kết sản xuất. Những cái sản phẩm mà hiện nay chúng tôi xuất qua đi châu là những thị trường khó tính nhất, đòi hỏi chúng tôi phải cần xây dựng để cho phù hợp với cái hội nhập quốc tế. Canh tác cà phê có chứng nhận hữu cơ chính là bước đi vững chắc của nông dân và doanh nghiệp. Từ đó không chỉ lan tỏa tinh thần sản xuất thân thiện với môi trường, mà còn giúp người tiêu dùng trong nước và thế giới được sử dụng cà phê nguyên chất của Tây Nguyên. Để phát triển các sản phẩm cà phê chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam, Chính phủ, các bộ ngành trung ương trong những năm qua đã có nhiều chương trình, chính sách khuyến khích việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến cà phê để gia tăng giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Thời gian qua, một trong những chương trình góp phần làm thay đổi tư duy cũng như lối canh tác của hàng ngàn nông dân ở vùng trọng điểm cà phê Tây Nguyên. Đó là đề án phát triển sản phẩm quốc gia cà phê Việt Nam chất lượng cao giai đoạn 2018 đến 2020. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai nhiều hợp phần hỗ trợ nông dân các vùng chuyên canh cà phê Tây Nguyên nâng cao năng suất chất lượng cà phê, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp cà phê nâng cao năng lực chế biến xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất trên thế giới. Các doanh nghiệp đã đầu tư chế biến và đến nay thì các cái tỷ lệ mà cà phê qua chế biến đã đạt tới được độ 12%. Quan trọng hơn ý là các cái chế biến nó sâu hơn, là đa dạng hóa các cái sản phẩm đáp ứng được nhiều cái phân khúc thị trường trên thế giới. Một chuyển biến rõ nét nhất hiện nay đó là trong số gần 600.000 hecta cà phê ở Tây Nguyên, đã có gần 50% diện tích được nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp áp dụng canh tác theo các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn Việt Gáp 4C hữu cơ. Từ vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, các doanh nghiệp Tây Nguyên đã tận dụng hiệu quả để xuất khẩu sang châu Âu, thị trường tiêu thụ nhiều cà phê nhất của Việt Nam sau khi hiệp định EVFTA được thực thi. Hiện nay là Vĩnh Hiệp có 25.000 hecta là cà phê là sản xuất theo tiêu chuẩn, và Vĩnh Hiệp là đầu chuỗi xây dựng cái chuỗi sản phẩm một cách hết sức bài bản, từ cà phê rang xay cho đến cà phê bột cho đến cà phê hòa tan và các theo các cái gu khác nhau. Các chính sách của chính phủ cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã toàn vùng Tây Nguyên đã đem lại bước đột phá cho ngành cà phê. Sản phẩm cà phê qua chế biến của Việt Nam cũng đa dạng hơn, đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu, kể cả vào những thị trường khó tính trên thế giới như EU.